Hai. Thường mình nếu mà mình rảnh một tuần mình ráng làm clip lần. Chào mọi người coi sen đá của mình nữa. Mình thấy mọi người mình chia sẻ cũng không có cái gì gọi là hoàn chỉnh hết. Mình chỉ quay làm kỷ niệm với những cái cây kinh nghiệm mà mình trồng sen đá đó. Thì mình thấy cũng có nhiều người thích sen giống mình đó, nên mình chia sẻ, có nhiều người hỏi đột biến làm sao. Thật ra cái này mình đã chia sẻ rồi, nhưng mà bữa nay có cái cây này mình chia sẻ lại ha. Là cái cây này là mình trồng ngoài trời á, nó nặng quá nó gãy, không phải nó gãy mà mình sợ nó gãy á. Cái này là một gang tay nè, Erium đột biến, thấy không? Cả nhà thấy, mình không có cái thước đo, một gang nè, một chiều dài cũng gang là mình cắt á. Trời nó nắng quá mình cũng lớn. Cây này là từ cây mẹ đó mình cắt ra nhiều lắm, mình trồng nó lớn. Bữa nay mình làm rễ trước ha. Thường mấy cây này có rễ rồi nè, chôn xuống để đất ẩm thôi, làm mốt nó ra đất nhiều. Cây đây nữa nè, này nó ngắn nè, nhà thấy không? Mình sẽ dùi nó xuống. Nãy mình quên lấy cái này bự ở đâu ha. Cái này nè, mấy bữa nay mình bệnh, con mình cũng bệnh, mình không thể quay clip được mà ráng chút xíu ha. Đây cái cây này nó bự, mọi người thấy không? Bàn tay mình cầm như nó bự nè. Thì cây này nó cũng cắt từ cây mẹ ra đằng kia, mình trồng ở dưới đất, mình bứng nó lên chậu. Rồi mình cho mọi người coi cái cây mẹ nó, bữa đằng kia đi lại cây mẹ nó, hôm qua có cái con kia nó đào đất nhà mình nè, lộn xộn lên, mình rải đá nó mới hết đào, nó đào sao cây bung hết trơn. Liên đi tới cái cây mà anh Chính anh cắt giùm, Liên có làm giống á, cắt mấy lần rồi đó. Đây bây giờ nắng mọi người thấy không, đây là cái dấu cắt của cây, nó đang nghiêng á, đầu nó nghiêng quá đó, gì nè, nên anh Chính cắt. Thường cái cây gì á là mình không có cắt, chắc là mình chôn nó, mình nó nắng nó thui rồi mình nhét chỗ khác. Chắc mình phải chừa lại một cái đâu rồi, không thấy đường, chừa lại một cái này nó cũng nghiêng á, nhưng mà mình chừa vậy để nó ở dưới này nè. Hồi đó mình cắt nè, thấy dấu khô không? Rễ của nó nè, rễ nó lồi lên mặt nước, rễ này chắc là không hút nước được, chết nè, kệ nó đi. Nó có rễ dưới, mình sẽ cho phân nó lên lại. Mình cắt nó là tại vì nó rễ nó mạnh á, nó nghiêng cái hướng này hoài, nó lúc lắc này, mọi người thấy không? Mình phải chêm cục đá đó, không là mai mốt mình bị cái ngã vậy, hướng đó, nó chóc nó rễ lên nè. Mình đụng cái rễ của nó, có mỡ. Đây mình chừa cho nó, mai mốt nó sẽ mọc ở chỗ nào nữa đó. Rồi mình cắt nó cái đầu lớn này, nhưng mà phải để ra cái con, mấy cái cây con nào, khúc nào á thì mình cắt, mình chừa nó lại. Thường là tại vì mấy cái cây này nó nghiêng ngả lum, nó có thẳng thớm, muốn có cái cây mà khoét đẹp, đột biến đẹp đó là mình thường phải cắt nó ngay ngắn rồi mình trồng lại đó. Giống như cái cây này mình sẽ trồng như vậy, trồng tới đây luôn nè, tới cái mắt mà cắt ngang cây nhỏ đó, tại vì anh Chính muốn lấy cái bản lớn ngang từ đây nè, thì mình phải chôn nó từ đây nè, từ cái mắt khô này nè. Nhưng mà nếu cái mắt này nó ráo như vậy là mình chỉ chôn đất khô thôi, không có làm được ướt được.
thì nó tự ra rễ mình để trong mé, mình ở có đất ở phía sau mình đi ra phía sau để mình bỏ cây này vô ha. Tạm thời mình nói gì mọi người thấy cái bản ngang không, mọi người mà chôn ở đây á, chôn dưới cái mắt cắt này á thì nó sẽ đạt nhìn dáng cao, nhưng mà nhìn là thấy không, thấy nó cái mắt ngang, nếu mình chôn ở đây thì mình sẽ có một cái bản rất là hoàn chỉnh, từ từ nó lớn nó cũng đưa lên cao thôi à. Nhưng mà vấn đề nếu mà vậy phải canh, tại từ đây tới đây là cái thân nó mọng nước, nó còn nước á, thì nó dễ ẩm ướt quá thì nó dễ bị thúi, nên mình phải để rất khô mà chỗ mát, thì khoảng 1 tháng tới 2 tháng gì đó nó chắc. Mình sẽ 1 tháng gì nữa 2 tuần đó, mình cho chút xíu nước cho đất nó ẩm lại thôi, giống như chút thôi, xong rồi mình lại 2 tuần nữa mình cho thêm chút xíu nước để nó ẩm thôi, không được tưới đẫm đẫm thúi thân nữa. Xong rồi 1, 2, 3, 4 tháng gì rễ nhiều đó, xong mình bứng mình đem đi trồng chỗ nào mà mình thấy muốn nó lớn hay là mình muốn nó đẹp, tùy theo mọi người. Mình đang ngồi ở đây là khoảng trưa đó, nhưng mà hơi bữa nay nó ít có nắng gắt, là khoảng 2 giờ trưa nắng lắm, 2-3 giờ trưa nắng lắm luôn, nhưng mà tại mình lại thấy có gió, chứ bình thường mình ngồi đây mùa này nắng cả 100 độ chứ, gió mà cây nó lắc lắc người đó, tại nó yếu đó. Thường thường cái cây đó mà mình muốn nó tốt, tại mình không có thời gian đó mình vấn, chứ mình nhổ nó lên cái mình chôn lên cái mắt ở cái mắt mắt mà mắt mình cắt nó khô á, chôn luôn cái rễ khô của nó rồi chôn lên cái khúc lại đó, mình để chỉnh cây nó thẳng lại cái mình bỏ phân thì nó sẽ bự lên lại rồi nó lớn lên lại lẹ lắm. Nhưng mà mình nói thôi, tại vì mình nhiều quá mình cũng không có đủ thời gian làm, ở ngoài sân sau của mình nó còn một cái vườn Erium đột biến nữa. Thực ra nếu mình làm hoàn chỉnh thì mình có nhiều cây nó rất là có dáng đẹp, còn cây này giống như là mình gọi là cái nuôi giống, còn nó cứ ăn mấy cái cây của mình hoài. Mình sẽ đi ra đằng sau bỏ cái đất đất mà làm rễ thôi nha. Mình cảm ơn mọi người coi clip của mình đó, với lại thích mình chia sẻ những người mình họ thích hoa sen đá, mình cũng vui là tại họ cũng mình cũng được làm kỷ niệm mấy cây của mình cũng vui. Có nhiều người trồng thì biết rồi, khoét họ có kinh nghiệm, mỗi người chơi cây nó có cái kinh nghiệm của cái chỗ nắng á, cây này nắng quá nên không chịu nổi. Thật ra cái trồng ngoài nắng á là mình trồng nhiều loại sen mình phải tùm trồng hết luôn á, bây giờ mình để nó chống nhiều quá, nắng nó gắt á, đất mình nó khô nè mà nó cây mình nó không chịu nổi. Bữa giờ mình không bệnh với bận con là mình phải ra mình làm lại cái vườn này, cái chỗ này là mình phải trồng lại, là trồng sát luôn, trồng hết cho cây nó giữ cái độ mát độ ẩm với nhau á, thì trồng ngoài nắng 24 cũng sao, nắng này từ sáng tới giờ là đã 7 giờ sáng tới giờ hả, là mấy tiếng tới chiều nữa 12 tiếng mà cây mình nó chịu nổi, có những cây nó không chịu nổi, chẳng hạn như cái cây này nè, cả nhà thấy không, này là nắng quá là nó đổi thành màu vàng kim. Mình sẽ nhổ nó lên nha, nhổ nó lên vô mát trồng mình đây nè, cả nhà thấy không, đó nó có rễ nhưng mà nó không có tốt, nó bị rậy nấm nữa nè. Mình đem vô mình trồng cái này á, nếu trồng trong mát nó sẽ xanh lại thôi, mình trồng đem vô mình để đất khô ẩm trong mát, mình không có tưới nước nhiều nha, tại vì mấy cái lá này nó bị ấy hết rồi. Ok mình đi vô nhà bỏ đất ha. Đây là mình nói tiếp mà có người hỏi mình đất trộn sao á, nhưng mà thật ra trên mạng cũng có nhiều người chỉ lắm rồi, chia sẻ đó, họ chia sẻ nhiều mình cũng chia sẻ, nhưng mà cái chỗ mình thấy đất nó giá hay sao, rẻ hay là tùy theo người chơi á. Đất cù đất mình trồng để cho cây nó lên màu mà nó bự mình muốn nó đẹp á thì mình trồng sao đất khác, còn cái đai đất này á là có phân, với lại ở chỗ mình mua ở Home Depot Hello nó có, nó có hiệu để mình quay cái hiệu nó cho. Còn cái này nè là cái nhóm shop giữ nước, cái đất này mình nói đây là mình chỉ là để dùng cho để làm rễ cây thôi ha. Bụi quá, hai cái này bằng nhau.
Để mình quay cái tên hiệu đất nha. Cái này mình sẽ xới lên, cái cây xới đằng kia mình đi lấy. Mình đây là đang nói về cái đất mình đang trộn khô với ẩm á, để cho nó ra rễ thôi. Còn cái đất mà để trồng cho nó bự thì phải thêm phân. Rồi mình phải tùy theo cái chậu mình để nó có giữ nước nhiều hay không. Nó đủ kiểu hết. Chơi sân đá nó đủ kiểu hết. Mình pha 2-3 loại đất. Còn nếu mà mình trộn một cái loại đất sẵn giống như là đất cầu ri thì nó có rất là nhiều cách trộn á. Tại để cho cây nó khỏe với lại nó không bị hư. Tại nó mất tiền với nó khó chuyển qua chuyển lại mấy cái giống cây. Với giống cây ở đây thì mình dễ tìm, đâm ra mình đôi lúc mình chọn cái loại thường. Nói chung là mình tìm hiểu cái nơi nó sống, cây sống và cái nhiệt độ gió với cái chỗ mình để nữa. Đây là cái đất của mình. Mình mua tại vì nó mình trồng qua thử, mình làm rễ nó mau ra rễ lắm, hình như nó có phân sẵn hết rồi. Organic loose nè, Ado nè, thấy không? Thì cái này nó hơi có nhiều gút, mình mà trồng nó không á thì mình để nước nhiều ẩm nó dễ ẩm mốc lắm. Nó không biết á, dùng nó không á là cũng hư cây mình. Thì nói chung là tại kinh nghiệm của mình dùng thì mình biết, nhưng mình để làm rễ thì rất là tốt. Và mình pha thì nữa. Còn đây là cái này nè, cái mà trắng trắng thì để mình pha một một nè, thấy không? Cái này là tại mình mua cái lớn đó. Đó, nó bán riêng. Rồi còn cái bịch bên này thì để cho mình trồng cái sen hàng đá thôi. Và còn một cái loại đất riêng của gì quên rồi, của xương rồng. Còn đây là cái nơi mình trộn đất sẵn của sen hàng á, để làm rễ sen hàng nè. Nó có than nữa, than là giống như than đá để nó lọc mấy cái ấy đó. Rồi đá, rồi nó cũng có gút thôi. Là cái đất hồi nãy mình pha vô đó. Đất mà trồng sen hàng nó hơi mất tiền. Nếu mà mọi người có điều kiện, nó có một cái loại đất đó, nó nhuyễn lắm, nó không có gút mà nó nhuyễn nhừ à. Mà nó có sẵn cái hộp này luôn nè, thì ươm cây rễ cũng tốt, mà mình trồng mình chỉ bỏ phân thôi nó cũng tốt. Mà nó ít có bị trường hợp mà mấy cái út á nó bị nấm mốc. Mà cái đất đó thì quá mắc, tại một cái CU của nó tới 50 mà mình bao tới 100 mấy rồi. Là có nghĩa là mình mua sang hàng rồi mình chơi cái đó, có nghĩa là sang hàng với nó cũng ngang ngửa giá nhau. Thì mọi người an tâm mà trồng cái đó. Cái đó mà hồi đó mình trồng cà, mà đó mình có chơi á. Nhưng mà cái đó mình chơi nhà mình, bây giờ mình chơi nhiều sen đá quá, chơi nó thì ngán. Mình tìm ra cái này thì giá cũng ok, mình trồng cũng được, có nghĩa là mình mua cũng nhiều lắm rồi, tha hồ mình trồng. Cái này là hai cái đất này để làm rễ thôi nha mọi người. Mình phải có phân, rồi đất cầu ri hàng ấy, trồng nó khác là lúc mình bỏ chậu nó khác nữa. Cái này là mình chỉ đang nói về những cái clip mình làm rễ cho cái cây Eldium cắt khoét đột biến của mình đó nha. Đây, mình trộn đất lúc mình mua nó cũng ẩm đó, nhưng mà tại mình để trong cái bao ngoài nắng đó, thì nó ráo rồi. Mọi người thấy không? Đó, nó có chỗ. Khi mình tưới vô nó cũng giữ độ ẩm, bởi vì bây giờ mình bỏ nó vô chừng 2 tuần đó, mình mới chới chút xíu nước thôi. Một cái cốc nước nhỏ mình tưới tùy theo cái chậu của mình, xong rồi nó chỉ có độ ẩm chứ nó không có làm cái cây mình nó bị thấm nước, nó mềm á. Đây thì nó quá, thấy không? Rồi khi mà có rễ mọi người đem trồng á, tùy tùy theo cái cây mọi người có, giống như cái cây nó bao lớn, chậu bao lớn, rồi mình phải bỏ đất thêm, đất nhà, đất thịt của mình, rồi đá vô để cho nó thoát nước. Nhưng mà đất thịt sét là để nó giữ mấy cái cây mà nó quá bự, nó nặng á. Nếu mà cây mình mà trồng lớn thì mọi người có cái cây bự trồng cái đất này nó không có được. Lúc mà nó có rễ rồi mọi người trồng xuống nó yếu xìu, nó ngã cây mình
nó giật rễ lên, tại nó đâu có giữ được cái rễ xuống dưới đất. Thì mình phải trộn một cái loại đất mà để giữ 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 cái cây lại, tại nó nặng quá đó, đất sét. Thì thí dụ nè, đó mình sẽ cho vô cái chậu mình cắm xuống vậy thôi, thí dụ vậy. Bây giờ mình có chậu rồi nè, mà mình có một tay à không có quay được, lát mình cho vô một cái chậu. Nếu tùy mọi người, ví dụ mà mình thì có nhiều, đông ra mình sẽ làm cái chậu này nè để mình làm rễ, rồi mình sẽ bỏ vô cái chậu đẹp, giống như là chậu đẹp á, chậu đá đồ á. Nhưng mà có nhiều người thì có một cây thôi, mới có đó, nhỏ hay lớn thì tùy, thích làm chậu đá thì cứ làm đó, thì mới mốt mình sang qua thôi, thì mình lắp lên, mình để nó lên, rồi mình chêm đá cho nó đứng vững lại, rồi vừa ngắm nó rồi vừa đẹp nữa. Còn mình thì quá nhiều, đâm ra mình phải làm cái này trước. Rồi mình muốn trồng, có thể là mình trồng ở đất, có thể mình trồng chậu. Còn mọi người mới có nó một cây thôi á thì nên trồng, mình để ngắm, chứ để chừng mà tự nhiên bỏ vô cái chậu xấu xí này nhìn chán đó. Thấy không, mình phải bỏ vô cái chậu nó đẹp đẹp để cho mình có đồ mình ngắm chứ. Đây là đất không? Còn nhưng mà em không có đi quay. Thí dụ vậy nè, họ cắm xuống sát xuống, bự hơn chút nha. Cái này mình phải làm chậu bự hơn chút. Tạm thời là mình, lát nữa mình cho mình quay lại. Mình đi. Có cái chị kia, chị hỏi mình là cái cây này nó trồng lâu năm nó đột biến không phải. Nó nhìn điều đột biến thì nó nhiều kiểu đó. Cái này là mình ngắt từ cái lá gót ma cây đột biến á. Thì cái lá này nó rất là dễ lên đột biến. Có nhiều giống sen đá nó không có lên lá được, mà nó lên trên cái bụi cây mà trồng lâu năm, mà mấy cây non nó lên, nó chỉa lên, cái tự nhiên nó đột biến ra cái thân. Giống như cái này nè, không thể nào mà đột biến từ lá được, tại là lá mỏng này nè. Cái này đột biến từ cái thân lên, là từ cái bụi lớn á. Xong cái nhà farm họ cắt ra giống như mình vậy đó. Họ cắt, họ chia đều rồi họ nuôi bằng phân bón dinh dưỡng, đồ mái hiên, đồ lưới đồ á. Thì họ mới chia sẻ cho mình được mấy cái giống để mà mình có mình chơi. Cả nhà hiểu không? Còn có nhiều nhà anh ta trồng cái loại sen erium này lâu năm rồi đó, tự nhiên ở dưới đất nó lên á, nó lên cái cây á, thân cây nó bị giống như đột biến, nó bản nó lớn lên, cái đó nó họ có. Hồi xưa thì mình không rành, nhưng mà thường sau này bây giờ họ thấy nhiều người chơi cái này nè, họ nhiều người thích á, mình cũng thích nữa, đâm ra là mình thấy nhà farm bắt đầu người ta làm giống nhiều lắm. Nhiều bông nào nó cũng có đột biến, có nghĩa là hồi đó đó mấy cái lá này nè, thường cái cây này người ta bán được nhiều tiền hơn, thì bây giờ đột biến họ chuộng nhiều hơn. Với lại cái cây này á, thì là đột biến từ từ lá nè. Đang kiếm cây đột biến cho mọi người thấy rõ, đâu mình mới quăng đây thôi, chờ chút nha. Này mờ quá, đợi chút đó. Cả nhà thấy không, từ cái lá mà nó đã lên cái bảng đột biến rồi nè, là nó ra từ lá. Cây này gốc ma này á, nó rất lá nó rất là dễ lên đột biến, nhưng mà để nuôi nó thành một cái đảng đột biến lớn như vậy thì nó rất là khó, tại vì cái thân, dạng thân của nó khó mà lên được cái bảng ngang này lắm, nó lên tầm bao nhiêu đó thôi à. Ít có giữ được nó lắm, trồng không khéo nó là thúi lẹ nhất. Nhưng mà nó về lá thì nhiều người farm nhân giống rất là dễ, tại vì những cái lá mà nó mập càng ú bự hơn gấp mấy lần thì nó bỏ, nó sẽ lên đột biến. Thường là một lá nào cũng lên đột biến, cả nhà thấy không? Đó là lá bự, lá nhỏ đa số lên bông, ít khi nó có đột biến. Đột biến là nó tè đầu nè, đó là đột biến. Nó có nhiều lắm, những cái cây sen đá nó tự giống như cái gen nó đổi, hay DNA nó đổi, hay tùm lum, hay là nhà farm nó làm đủ kiểu hết. Nhưng mà mình đang có hai cái giống mình nói là nè, cái này là hai đầu thôi chứ không phải đột biến đó, cái thân nó to ra thôi. Còn đột biến thật sự nó có bản luôn, nó tè đầu nè. Bây giờ mình đi tới cái cây đột biến mình có gốc ma nha. Còn erium thì mình sẽ bỏ vô trong cái chậu ấy, là mình làm rễ 2 tuần giống như đằng kia kìa. Giờ bây giờ mình đi tới cái cây gốc ma đột biến. Tại có người hỏi mình, có người biết cái loại đột biến này rồi, có người thì thấy là
có những cái đột biến cái thân nó mọng nước á, mình không trồng khéo á, là đa số nó thối thân rồi chết. Đây là cái cây này, thí dụ nè mọi người thấy không? Nhưng mà mình trồng lên lá vậy nè, cái mình cắm xuống đất ẩm á, thực ra nó rất là mau lớn, chừng vài tháng năm là mình cũng có cây đột biến. Nhưng mà để lúc mà mình trồng được nó sống á, tại vì nó làm bản thân của nó là cái cây mọng nước loại này, đâm ra nó bè dẹp ngang như vậy là nó rất là khó. Cả nhà hiểu Liên nói không? Đó là cây này của cây này mà nó màu hồng hết. Mình trồng hồi đó mình trồng á, mình cũng bị chết, tại vì mình nghĩ nó giống như cái cây Erium kế bên này nè, cả nhà hiểu không? Là nó rất là mau lớn, mình cứ bỏ đất nó sống. Nhưng mà không phải vậy, khi mà Liên bỏ xuống thì Liên đã bị thúi hết, tại vì cái bản thân nó, cái cây này nó hút nước luôn từ trong đây luôn nè, nó rất là mọng, nó rất là giòn. Mình để khô nhưng mà lâu lâu mình tưới đẫm lại nó cũng vẫn bị, mình tưới nước cũng vừa chừng lắm. Mà mình không có thể nào mình để ngoài nắng luôn được, nắng cũng dưới mái hiên, nắng lưới, nắng gắt á, là nó đẹp lắm. Nhưng mà cái thân này á, mình mà nắng gắt á, lá tơ mơ nó bị tự nó nuôi cái lá nó sẽ teo, cái thân này nó ốm, nó thúi, nó chết. Không phải nó thúi vì nước mà nó thúi vì nó nuôi cây, nó ốm cái thân nó chết. Còn mà mình để trong mát quá thì nó xanh, nó cũng không có đẹp. Nói chung là nó phải có nắng và nó có nước phải canh tưới nữa, nó khó chơi lắm. Đây là cây bông thường của nó nè. Cái nó xanh là tại mình để mái hiên á, lâu lâu mình phải để mái hiên, rồi mình để ra nắng khô là đất nó rất là khô. Mọi người thấy không? Không thể ướt. Lâu lâu mình mới tưới nước nó. Tại vì nói chung nó đột biến là tùy cái giống, tùy cái giống cây nó lên. Chứ cái này là đột biến này nè, cũng từ lá nè. Nhưng mà cái này mình có thể, nếu mà nó không có nguyên dạng, nó có tẻ cành đó, thì mình vẫn cắt được. Nhưng mà cái bộ này là nó không cắt được, nó đi theo cái dòng rồi nè. Cái loại đột biến này đi theo cái dòng là nó không có nhánh nào rồi để cho mình cắt á. Hiểu? Cả nhà hiểu không? Thí dụ cái nhánh bên này đó, thì nó rời mình cắt ngang đây nè, cây nó vẫn sống rồi mình có cây mới. Còn cái cây này mình thật ra mình làm giống nó lại cũng được chứ phải không, nhưng mà nó sẽ xấu lắm, đâu có làm vậy chi. Nhưng mà khi mình có mấy cái cây mà nó giống vậy nè đó, thì mình sẽ lớn, mình sẽ chẻ nó từ đây được, mình trồng nó được, có nghĩa là mình lấy giống. Nhưng mà nhà farm mà nó lấy thì nó lấy đủ kiểu hết, bởi vì mới có những cái giống cho mình chơi, chứ nó không có giỏi về làm ra cây mình đâu có mình chơi được. Nói chung là tùy theo cái mình lấy được. Giống như cái này, cái đột biến này mọi người thấy không, nó giống Godma nè. Đó, đây là một cái chùm của nó nè, cái thân của nó rồi. Đó, thì đây là những cái thân riêng nè, nó mình sẽ nuôi nó riêng, lấy giống lớn, khi nào nó lớn Liên sẽ chia nó ra lại. Cái nhà hiểu không? Đó, Liên đang nói về cái đó này, đột biến nè, là mình lấy được cái giống bơ bự nè khi mình nuôi á. Cái nào nguyên bản á là nó đẹp. Cái như cái này nguyên bản nè cả nhà thấy không? Mình đợi nó lớn á, chứ mình đâu có cắt được chỗ nào đâu. Tại nó đâu có chỗ nào rồi đâu, cắt thì mình cắt luôn cái thân nó rồi. Thấy không? Đó, là mà cái bản này là cái cây loại bắp cải nhúng của mình nè. Mà nó lên khoét từ nhà mình á, giống như mình trồng cái bụi lớn á, nó lên á, chứ cái này nó cũng không lên từ lá đâu nha. Liên thí dụ nè, cái cây này nó nằm ở dưới đất, nó có một cái cây nhỏ. Liên thí dụ là tại sao nó có cái cây đột biến này ha. Tại vì Liên có thôi, chứ thực sự Liên cũng không có, nhà farm thì nó làm đủ kiểu hết. Nếu mà nó có một cái giống nào lá lên, nó trồng lên, nó nuôi lên, nó chiết cành, nó bán, thì vài tháng, một năm nó sẽ có những cái cây đột biến cho mọi người chơi. Giống như cây này nè, đó, đột biến của Korea, nó màu hồng, thì nó này nguyên bản, có những cây lẻ lẻ đó thì nó sẽ trồng cũng cực khổ lắm mới lớn. Korea thì nó khó khăn lắm nó mới làm được. Cái cây này thường đã lúc lâu lâu nó lá nó cũng lên, cái loại giống nó lá lên. Giống như cây này, cây này thì giống như Erium này nè, nhung này nè, thì nó cũng chiết từ bản. Cái bản của nó bị cắt á, nó vẫn lên từ bên đó luôn, nó là có nghĩa là nó lành lại một cái xếp mới, nó không có xấu. Bởi vì cái này chiết bản rất là hay. Thí dụ mình cắt như vậy nè, xé như vậy nè, mà mọi người để khô thời gian sau nó lên cái lá này y chang vậy luôn.
Nhưng cái bảng này quá đẹp rồi, mình chỉ nuôi nó lớn thôi. Đó, thì mấy cái bảng này là cái bảng này Erium này không thể nào lên từ lá, nó đột biến từ thân nha. Còn Erium mà từ lá là bên Godma. Thì mình đang nói sơ sơ hai cây thôi, chứ thực ra mỗi một cái cây nó cái này cũng có thể lên từ lá đột biến nè. Tuy rằng nó nhỏ mà vẫn lên lá mà vẫn cắt cành được luôn. Cái loại giống này đột biến vẫn cắt cành được luôn. Đó. Bữa nay nó thiếu nắng đó. Nhưng mà bảng này khó lớn lắm, ít khi nó có bảng lớn. Nè đây cũng vậy nữa nè. Đó, bắt đầu nó cứng rồi. Thì mình đang nói cái cây này đúng không? Cây này Liên có là Liên không có mua nha. Thì từ trồng cái bắp cải lớn nó lên ở dưới đất, Liên lấy lên nữa. Là nó nằm dưới đây nè. Đây, Liên đi tới đây nha. Bữa nay mình chia sẻ về có chị hỏi cái đột biến thôi. Có nhiều người thì đã biết rồi, có thể chơi sen thì tìm hiểu cũng sẽ biết. Nhiều người chỉ thấy đẹp, họ thích, họ coi theo á. Mình chỉ nói sơ sơ thôi. Đây là ở dưới đất. Mà dưới đất này á, là cái cây này là cái cây bắp cải của Liên lớn nè. Là hồi đó Liên cắt cành á, lên bông á, là xong rồi Liên bỏ xuống đất á. Thì cái bảng ngang này nè, cái thân cây của nó nằm đây nè. Để mình bươi ra cho mọi người coi nè, thấy cái thân cây này nó dính cái này đó. Nhưng mà tự nhiên cái mẫu cây này không hiểu sao á, đó, ngay cái thân này nè. Để không biết mọi người thấy không ta. Để mình lấy cái này qua. Chết bể rồi. Đây. Đây là mình chia sẻ cái thực sự mình thấy nó lên từ đột biến. Còn nhà khoa mình chồng không biết sao. Là cái cây này mình bươi ra nè. Nó nằm từ trên cái cây này. Là lúc đó đó là nó lên đột biến từ cây, nó đổi dạng, nó lên cái xếp là luôn. Mình không hiểu tại sao nó lên, nhưng mà đây là cái giống đột biến mà Liên nói là từ không có giống từ lá được, mà nó phải tự lên thân cây. Rồi thân cây, chiếc thân cây có nghĩa là mình cắt ngang cái này đó, mình nuôi nó lớn, giờ để nó lớn đi. Cái bên này nó trẻ rồi nè, cái thân nhỏ này nó cũng là đột biến, mai mốt nó lớn mình lại nuôi bản lớn, nó giống như Erium mà mình nuôi nó lớn vậy đó. Cây này thật ra nó là đây nè, cây mẹ của nó nè, cây mà gọi là nó bự lớn đây nữa nè. Đang mình đang chia sẻ là cái cây đâu đây đó nè, nó khoét nè, là nó từ lên một cái bụi này luôn này nha. Để Liên cho, để Liên đi qua ngã này nha mọi người. Đây là cái bông mà Liên cắt từ một cái đợi Liên, từ một cái cây coi mấy clip trước có Liên cũng có chia sẻ rồi chứ không phải không, là Liên cắt từ cái bông cây mà nó cái thân cây nó mọc lên cái bông á, rồi cái bông đó mình cắt bỏ, rồi mình cắt cái cây đó đó mình trồng xuống, mình làm rễ mình trồng xuống đất thì nó lên được cái cây này nè. Nó nhiều cái bông bên hông ha, chút mình cho coi cái cây. Trời ơi, đang quay mà cái này nó sặc sỡ quá mọi người ơi. Bên kia nó cũng cả đống luôn. Quỳnh á, Quỳnh nhà mình bữa nó nở nhiều quá mà mình bận quá mình không có quay được cho mọi người coi. Đó, quỳnh màu hồng, quỳnh tùm lum á, nó nằm ở dưới rất là nhiều bông, khoảng mấy chục bông luôn. Mình xin lỗi, mình không có rảnh để cho mọi người coi được. Mình rất là bận. Đây mình quay tiếp nha, mình đang nói về cái cây đột biến á, tại vì mình có thì mình chia sẻ. Khó quay quá, không biết mọi người có nhìn thấy được không, để mình quay từ từ nha. Đó, đây là cái cây ở dưới đất nè. Nó nằm chung với lại cái cây này, mọi người thấy bông không? Đó. Đây là cái bông, cái lá của nó. Đó. Thì cái cây đó, nó là nó bạn, nó rất là to. Một cái bắp cải nó hồi xưa mình có quay đó là nó bằng nguyên cái chỗ này luôn á. Cái lá của nó là mình đo bự lắm. Để bữa nào mình có cái clip hay có cái bông bự á mà chứ. Mình quay lại mọi người cho, cái này nó đang bự nè. Còn ở đây là mình cũng cắt xuống bằng cái thân cây bông á, thì nó được lên ba bông nè. Hôm bữa nó mùa lạnh nó không có lên bông, bây giờ mùa nắng đầu lên nè. Đó, cái cây này là cây bông thường của nó nè, mà tại nó lên đột biến là nó đột. Đây mình đang nói về cái cây đột biến từ thân nha. Rồi xong mà thân nó chiết từ thân, có nghĩa là mình cắt ra làm rễ, giống như cái Erium mình nãy mình cắt nó ra đó. Cái nào nó có nhánh mình cắt nó ra, cái mình đi làm rễ nó, rồi mình trồng là mình sợ có cái cây mới đột biến mà mình nhân giống á, gọi là đột biến nhân giống á, nhân giống đột biến ra đó. Thì nó như vậy đó, đó đó, tự là cái bông đó ha. Ở bên này mình nhiều chỗ lắm nha, mình quay hơi lung tung nha.
Tại vì đây là mình giải thích cho nào người nào chưa hiểu về cái cây đột biến mà mình có, mình giải thích thôi chứ mình không giải thích lung tung mấy cây của Korea hay đột biến nữa. Nhưng mà có cây mọc từ lá từ thân, đây là cái cây mà không phải đột biến nhưng mà liên nói là liên cắt từ cái cây bông này. Mọi người thấy cái cây bông đó, đây là những cái cây mà mình trồng làm rễ rồi nó lên cây nè, nó lên cây nè đó. Hồi đó là nó có cái lá cái cây con á, mình làm rễ nó chắc rồi nè. Bây giờ mình ráng mình nuôi nó bự thì bự, cái mình xới nó chỗ khác, mình trồng nó vô chỗ khác. Thì mình làm vài chục cây thì có những cái cây nó cũng thúi thân á, là tại vì mình phải làm đất khô thì nó mới lên đều được. Mà liên thì nhiều quá, gọi là nhiều quá nó bận á, nè bữa nó đổ ngã lum. Phải nói là nó nhiều quá mình không có làm xuể. Thì cái Erium mà ồ mình để đó hay gì nó nhỏng hơn đổ rồi, phải là mình đi nhúng nhỏng để mình dẹp cái này cái. Sorry mọi người. Ây da. Nói chung là mình rất thích cái vườn sen mình, là nó đẹp đẽ với lại nó nhiều cái này bể. Mà mình đang làm nửa chừng cái mình có giai đoạn mình bị ngưng rồi, mình không có làm nổi nữa, bận đó, có việc á. Thì mình đang nói là nhân giống cái Erium đó đó, thì cái cây đó đó là thuộc dạng nó giống cái này. Thì mình làm rễ trước rồi mình mới đầu nó rễ nhiều rồi mình mới cho phân. Erium thì thích trồng dưới lưới lắm nha, còn này nó thích nắng sáng nắng nhiều á, nhưng mà nó không có, mình phải canh tưới nước. Còn mà nắng nhiều quá mà mình tưới thì cái cây nó héo luôn, cái thân nó chết. Mình tưới nước vô nó thúi tại vì nó đã quá khô rồi, nó nuôi nó lấy thân nó nuôi luôn rồi. Kết ma là từ lá lên nha, rồi từ cành, chiếc cành cũng được, nhưng mà từ cành chiếc cành thì nó phải là cành trẻ. Còn cái cành này nó đã nguyên dạng rồi, mình không thể nào đụng nó được, mình chỉ cho nó lớn thôi. Thì đó nó có mấy dạng. Còn cái cây này cũng là mình sẽ cho xuống đất nó bự lắm á, mà tại hôm bữa mình muốn dưỡng nó lại đó. Nó là cái cây đột biến màu đỏ trước bự lắm mình có rồi, nhưng mà bây giờ mình đang bận mình dưỡng cho nó nhiều rễ đó, rồi mình sẽ trồng nó bự lên. Nó các bạn nó sẽ to, các bạn nó sẽ to như vậy, cái dạng bông lớn á thì nó sẽ to bản to, cái dạng bông nhỏ thì mình nuôi nó bản to. Như mấy hạng này thì khó lắm, em này cũng là dễ trồng. Giống như rác nè, fire rác này là đột biến nè, đó đột biến này là đột biến nhánh nè, mọi người thấy không? Đột biến nhánh có nghĩa là cái này nó đã đột biến rồi, nó có cái nhánh riêng thì mình lấy giống nó từ đây đó, là mình cắt nó cái mình làm rễ nó lên cái bảng, nó nuôi luôn cái bảng và nó nuôi luôn cái đột biến ngang này, nó thành một bảng riêng giống Erium trên đó. Mọi người nếu mà muốn làm một bảng cái đẹp thì nên nên phải làm như vậy thì mới đẹp. Còn mình mọi người chơi mà tùm như vậy thì nó vẫn là đẹp, nhưng mà mình không làm nó yếu, nó bự theo cái nhánh đó, nó nuôi lâu lắm, trừ khi mình thúc nó. Thúc nó có nghĩa là mình phải bón phân, mình phải chăm nó thường xuyên,